Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi tháng 9 âm lịch của người tuổi Thìn. Xem tử vi phương Đông, tử vi tháng 9 năm 2019 âm lịch của người tuổi Thìn cần đặc biệt lưu ý về phương diện tài lộc. Đại hao gây ảnh hưởng tiêu cực, có hiện tượng phá tài mạnh, đầu tư gặp trục trặc, kinh doanh buôn bán gặp phải sự cạnh tranh không lành mạnh. Tình hình công việc không lý tưởng, ngoài những khó khăn mang tính khách quan như biến động thị trường, thị hiếu khách hàng, bản mệnh còn phải đối mặt với những mâu thuẫn, lục đục nội bộ. Cảm giác vừa chống thủ trong giặc ngoài vô cùng mệt mỏi. Nguyệt lệnh lâm đất suy báo hiệu sức khỏe giảm sút đáng kể, chủ yếu là áp lực tinh thần khiến tuổi Thìn đau đầu stress, cơ thể sẽ bị sụt cân. Nên chia sẻ áp lực cuộc sống với nửa kia hoặc người nhà, bạn thân để được giải tỏa. Cùng Lịch Ngày Tốt tiếp tục theo dõi tử vi tháng 9 âm lịch của người tuổi Thìn, chi tiết từng vận trình, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe ngay sau đây. Các bạn đang theo dõi video trên kênh Lịch Ngày Tốt, hãy đăng ký kênh, thích, bình luận, chia sẻ và nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về video hay và mới nhất nhé. Tử vi tuổi Thìn tháng 9 năm 2019 âm lịch, sự nghiệp. Xem tử vi 2019, tháng mới tới, người tuổi Thìn đang tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết với nhiều ý tưởng mới nhưng lại bị phân tâm bởi chuyện cá nhân và không biết nên buông bỏ bên nào. Không những thế, ngoại cảnh cũng không ủng hộ bạn khi có một số khó khăn xuất hiện. Trước khi bắt đầu hoặc công khai một dự án nào đó, hãy kiểm tra, nghiên cứu kỹ càng hết mọi thứ. Sự bất cẩn hoàn toàn không được cho phép vào lúc này. Nếu cảm thấy không an tâm về văn bản của mình, hãy kiểm tra thêm lần cuối trước khi gửi đi. Tuy nhiên, bạn vẫn còn nhiều lựa chọn, nên khi bế tắc, hãy nhớ rằng luôn có cách giải quyết đang chờ đợi bạn. Dù việc mạo hiểm có vẻ như là một thú vui của bạn, nhưng thời điểm này không hề thích hợp đâu nhé. Người tuổi Thìn cũng nên cân nhắc có những kế hoạch dự phòng cho riêng mình. Tử vi tháng 9 năm 2019 âm lịch, tuổi Thìn, tài lộc. Đại hào xuất hiện đã là dự báo không tốt cho tài lộc của bản mệnh tháng này. Người tuổi Thìn nên cẩn trọng hơn, tránh cầu thả, tránh cho vay mượn, tránh mua món đồ mà bạn chưa thực sự hiểu. Với những ai làm công ăn lương, thu nhập hàng tháng của bạn không đổi nên đừng chi tiêu quá nhiều cho những việc không tên. Bạn nên lên kế hoạch chi tiêu cho số tiền của mình ngay khi nhận lương. Ngoài ra, tháng 9 này bạn cũng sẽ phải học cách gia tăng nguồn tài chính cá nhân. Việc này là thực sự cần thiết, không nên trì hoãn nữa. Điều này đòi hỏi bạn phải làm việc một cách thông minh hơn. Ngoài ra, đối với một số người tuổi Thìn thì lúc này có thể đã đến lúc bạn nên yêu cầu được tăng lương hoặc tìm kiếm những người đồng đội để san sẻ bớt gánh nặng cho dự án cá nhân của mình. Tử vi tuổi Thìn tháng 9 năm 2019 âm lịch, tình duyên. Vận trình tình cảm của người tuổi Thìn khá ổn định, có những người còn chứng kiến một số mốc quan trọng trong chuyện tình yêu đôi lứa như ra mắt bạn bè, người thân của hai người. Những mong muốn của bạn đối với mối quan hệ hiện tại được bày tỏ không ngần ngại và hai bạn sẽ có cơ hội để thảo luận về chúng một cách sâu sắc hơn. Tháng này cũng hứa hẹn có một đời sống xã hội khá nhộn nhịp. Bạn có cơ hội cao để có thể tìm thấy tình yêu ở những nơi và với những người bạn không thể ngờ tới. Tuy nhiên, đối với những ai độc thân, nếu đang gặp gỡ những người độc hại cho bản thân, bạn nên cân nhắc lại quyết định của mình. Tốt hơn hết là không nên vội vàng. Hãy để thời gian chứng minh tình cảm của đối phương. Tử vi tháng 9 năm 2019 âm lịch, tuổi Thìn, sức khỏe. Sức khỏe của con giáp tuổi Thìn không được tốt khi nguyệt lệnh lâm đất suy. Có thể vì bạn chủ quan nên nghĩ rằng mình khỏe nên không lo tập luyện như trước. Dường như người tuổi Thìn suy nghĩ quá nhiều nên bạn hay bị đau đầu, stress, có thể bị sụt cân mà bạn không biết lý do. Thậm chí đi khám cũng chỉ được khuyên là nên nghỉ ngơi mà thôi. Phần lớn là do ảnh hưởng từ tinh thần nên bạn mới cảm thấy không được khỏe. Bạn nên tìm cách giải tỏa bằng cách chia sẻ áp lực cuộc sống với nửa kia hoặc người nhà. Bạn thân, khi căng thẳng được giải tỏa thì bạn sẽ thấy mình khỏe trở lại sớm thôi. Có lời nhắc nhở cho những ai ăn uống thiếu lành mạnh khi bị stress, bạn chớ nên uống rượu, bia, thuốc lá hay dùng chất kích thích vì chỉ khiến cho sức khỏe của bạn thêm tệ hơn mà thôi. Đừng quên theo dõi thêm tử vi hàng ngày của 12 con giáp được cập nhật liên tục trên kênh Lịch Ngày Tốt để đưa ra những lựa chọn chính xác nhất nhé. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Thìn. Nhâm Thìn, Thủy, Nam Thái Dương, Nữ Thổ Tú. Khẩu quyết, tử vi tháng 9 năm 2019 âm lịch tuổi Thìn, cái gì của mình sẽ là của mình. Quý nhân, Tuất, Ngọ, Tiểu nhân, Hợi, Thân,
Màu sắc may mắn: cam, đỏ. Giáp Thìn, Hỏa, nam Thổ Tú, nữ Vân Hán. Khẩu quyết: đừng tin vào lời hứa hẹn, hãy xem hành động. Quý nhân: Tuất, Mão. Tiểu nhân: Tỵ, Ngọ. Màu sắc may mắn: đỏ, tím. Bính Thìn, Thổ, nam Thái Âm, nữ Thái Bạch. Khẩu quyết: trong nguy có cơ, bạn phải tìm ra đâu là cơ hội của mình. Quý nhân: Tuất, Sửu. Tiểu nhân: Mão, Thìn. Màu sắc may mắn: vàng, tím. Mộc Thìn, Mộc, nam Thái Dương, nữ Thổ Tú. Khẩu quyết: có niềm tin cháy bỏng về cuộc sống. Quý nhân: Hợi, Dần. Tiểu nhân: Dậu, Tí. Màu sắc may mắn: vàng, hồng. Canh Thìn, Kim, nam Thổ Tú, nữ Vân Hán. Khẩu quyết: sự thần thuộc sẽ gây ra nhàm chán. Quý nhân: Thìn, Dậu. Tiểu nhân: Hợi, Tí. Màu sắc may mắn: trắng, tím. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Linh Ngày Tốt. Mời các bạn tiếp tục theo dõi tử vi tháng 9 năm 2019 âm lịch của 12 con giáp chi tiết từng tuổi trên kênh Linh Ngày Tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các chương trình lần sau.